Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là sau khi những thông tin cơ bản đầu tiên của spoiler On Be Chapter 1051 cũng đã được công bố, thì mới đây bản spoiler đầy đủ của chapter này cũng đã được xuất bản. Và có thể nói đây là một chapter vô cùng hấp dẫn nữa, liên quan đến tình hình bên trong đất nước Wano sau khi Kaido bách thú bị đánh bại. Đó là việc Momonosuke chính thức xuất hiện trước mặt người dân Wano và tuyên bố mình chính là Shogun đời tiếp theo của Wano. Để rồi sau đó là màn giới thiệu của thành viên mới Yamato trước tất cả các thành viên trong băng hải tặc Kurem là vô cùng thú vị. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn đợi tâm nữa, hãy cùng mình đến với những thông tin đầy đủ của spoiler On Be Chapter 1051 vô cùng hấp dẫn này nhé. Trước khi bắt đầu vào nội dùng chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé, giúp mình sớm đạt được 10k sub anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1051 là tướng quân Wano Kozuki Momonosuke. Không cần nói cũng có thể biết được, phần lớn chapter này nói về hình dạng và gương mặt của Momonosuke, và đặc biệt là bài phát biểu của Momonosuke trước toàn thể người dân Wano. Trang bị màu của chapter 1051 tiếp tục là cover story của quân đoàn Gatman 66. Đó là hình ảnh cùng nhau chạy trốn của những người anh em với Sanji ra khỏi đao bánh. Mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước. Sau lời giới thiệu của Denjiro ở cuối chapter trước, Momonosuke xuất hiện trước toàn thể người dân Wano với thân phận là tướng quân Shogun mới của Wano. Chúng ta thấy hình dạng và gương mặt của Momonosuke trước toàn thể người dân Wano, trong đắt cao lớn và mái tóc dài với gương mặt tương tự như Oden, nhưng trông thanh tú hơn Oden rất nhiều. Và thật bất ngờ là thanh kiếm Ameno Hamakiri được đặt bên hông của Momonosuke. Không biết ai là người đã đưa cho Momonosuke thanh kiếm này, Hiyuri hay là ông lão tàu đèn Tengu Yamai Hitatsu. Để rồi sau đó Momonosuke có một bài phát biểu trước toàn thể người dân Wano, và trong bài phát biểu đó Momonosuke cũng nhắc về những người đã hỗ trợ Wano có được chiến thắng này. Liệu rằng Momonosuke sẽ nói đó là những người bạn hay trên danh nghĩa của một hải tặc, chắc có lẽ phải chờ những thông tin chi tiết của chapter này ra mắt chúng ta mới biết được. Ở gần đó chúng ta thấy Law và Bebo cũng đang theo dõi lời phát biểu của Momonosuke. Tiếp theo chúng ta đến với một đoạn hồi tưởng nhỏ của cô bé Otama. Chúng ta cũng đã biết được rằng sức mạnh và năng lực từ những miếng Kamerango của Otama chỉ tồn tại trong vòng một tháng. Để rồi sau đó Yamato chính thức gặp gỡ với toàn bộ các thành viên trong băng hải tặc Kurem, và Yamato cũng đã tuyên thệ rằng trên cương vị là Kozuki Oden, mình sẽ lên thuyền và trở thành thành viên thứ 11 trong băng hải tặc Kurem. Một lời chào săn không thể nào ấn tượng hơn của Yamato. Chúng ta đến với phản ứng của tất cả các thành viên trong băng hải tặc Kurem. Luffy thì vẫn đang còn nằm ngủ và miệng thì liên tục mỉm cười. Yoro thì cũng đang bất tỉnh, trong khi đó Nami và Usopp thì tỏ ra vô cùng bất ngờ. Sanji và Brook thì khỏi nói, chúng ta cũng đã biết trên gương mặt hiện rõ hình trái tim. Robin thì cười, chỉ có Franky là không vui, còn Jinbe thì có phần nào bình tĩnh hơn. Cuối cùng là Chopper vẫn đang bận chữa trị cho Luffy và Zoro nên chưa có phản ứng gì. Cùng với đó người giảng triển cũng đã thông báo Momonosuke được tiên đoán sẽ trở thành tướng quân vĩ đại nhất của lịch sử Wano từ trước đến nay. Sau bài phát biểu hào hùng và tuyệt vời của Momonosuke là cảnh hai anh em nhà Kozuki, Momonosuke và Hiyori gặp nhau, cả hai cùng ôm lấy nhau và tỏ ra vô cùng vui mừng. Và đây cũng là cái cách mà chapter 1051 kết thúc. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất, tuần sau tiếp tục của chapter mới. Trên đây là những thông tin đầy đủ của spoiler On Be chapter 1051. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video mới này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.